Xin chào cả nhà, em hôm nay lên sóng phục vụ cả nhà con máy lạnh Sanier 3 chức năng. Cái dòng máy này thì đến thời điểm mùa hè này thì nó gọi là siêu hiếm các bác nhé, cực ít hàng luôn ạ. Thỉnh thoảng có được 1-2 chiếc vào thời điểm này bán các bác thôi. Những cái năm trước thì nó khá là nhiều, gần đây thì không hiểu là hàng nó đi đâu hết ạ, hay là anh em họ gom lại, họ không đẩy cho các cái cửa hàng bán lẻ nữa mà họ bán trực tiếp luôn hay đi đâu thì cũng không biết, không có hàng. Một cái con Sanier mà nó gọi là cái điều hòa mini có bánh xe đẩy đấy các bác này, đẩy nhá, bánh xe đấy, đẩy đi đẩy lại được. Chiều cao của máy thì nó vào khoảng 65 cm đấy, chiều cao khoảng 65 nhé, chiều ngang này thì nó vào khoảng 25 này. Đấy. Chiều dọc này thì là 35 phân. Con này thì nó có 3 chức năng này, các bác nhìn ở trên này nhé, thì nó sẽ có cool này, cool là làm lạnh, yeah. Cool làm lạnh này, và chức năng này của nó là hút ẩm 20 lít, rất khỏe nhé. Hút vào, nếu ví dụ như ở miền Bắc ấy, một nồm độ ẩm rất là cao thì các bác hút ẩm của nó vào khoảng 20 lít một ngày luôn. Đấy, chức năng thứ 3 chỉ chạy một quạt gió thôi nhé. Đấy, chạy một quạt gió thôi. Đấy. Còn đây là 3 tốc độ gió cao, thấp, trung bình. Có chế độ gió tự nhiên, tức là gió có thể chạy nhanh, chạy chậm đấy, hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật. Đấy. Đảo cánh gió tự động, cánh gió đảo ngang tự động bằng điện. Đấy. Đấy. Máy thiết kế thì nó cũng khá đơn giản. Đây là cái bình nước, khi mà các bác chạy lạnh nhé, thì nước sẽ vào đây. Đấy, nước vào đây, hoặc là hút ẩm nước vào đây. Khi mà đầy nước, bình nước thì cái này nó dâng lên mà nó sẽ ngắt cái máy. Cái máy này, bánh xe đẩy ngang. Bên này thì là khu vực dàn lạnh này các bạn này. Đây dàn lạnh nhé, dàn này con này rất là đẹp này. Toàn bộ của Nhật thì nó là ống đồng hết. Tản nhiệt thì đương nhiên tất cả là tản nhiệt nhôm rồi. Ống của nó là ống đồng nhưng nó siêu bền bỉ luôn. Ở đây nó có một cái vòi. Ví dụ như là mùa mà các bác không muốn nước nó chảy vào cái bình kia cả, mà mình muốn máy nó chạy liên tục ấy, thì mình có thể làm một cái chậu to miếng đây, hoặc là làm cái ống cắm vào đây, mình dắt nước, dẫn nước ra ngoài để nó chạy liên tục. Đấy. Nước ở đây dàn này chảy hướng vào cái máng này, này. Đấy. Nhưng mà khuyến cáo là mình cũng phải cho nó nghỉ mà chạy liên tục, máy nó không được nghỉ đâu. Cái tính năng của con này thì mình dùng làm gì, ví dụ như là các bác có thể là ngồi ở bên những cái nơi mà mình không lắp được điều hòa ấy, thì mình thổi mát trực tiếp luôn, cái hơi lạnh của nó ra tầm khoảng 25 đến 28 độ C. Đấy, nó rất là mát, đủ để cho các bác xua tan được cái hơi nóng ở bên ngoài nhé. Bình thường quạt nhà mình ấy, chạy thì nó chỉ có lấy cái luồng gió này thôi, của không khí thôi, nhưng mà con này thì nó lại lấy luôn cái gió mát của điều hòa này, cho nên thổi vào người nó rất là dễ chịu. Đấy. Hàng thì sản xuất tại Nhật luôn này các bác này. Hình thức thì nói chung ở mức tương đối thôi các bác nhé, chứ còn nhiều bác hỏi đẹp không thì em trả lời nó bình thường thôi. Không có long lanh cành đào đâu, đây là cái lỗ thổi khí nóng này các bác này. Đấy, nó thổi khí nóng nhé. Hình thức của nó mức tương đối thôi các bác nhé, nhưng mà không có long lanh đâu. Bán thì có sao thì mình nói vậy cho các bác cũng dễ điều chỉnh rõ. Chiếc này bán là 3,2 triệu nhé, bảo hành 6 tháng. Các bác nào có nhu cầu thì các bác alo cho em nhé. 3,2 triệu chi phí vận chuyển, số điện thoại. Và em có hai kênh YouTube, một cái kênh đó là 0377187 7558, nhưng mà sẽ in lại cái này và các bác nhé.